Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Và hôm nay đã là ngày 31 tháng 12 rồi, ngày cuối cùng của năm cũ, và chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang năm mới. Và mình hiện giờ thì mình cũng đang có nhu cầu muốn sắm sửa một cái gì đó mới mới, chẳng hạn như một chiếc máy tính bảng để phục vụ cho nhu cầu công việc cũng như là giải trí cho một cái năm mới trọn vẹn hơn. Và tình cờ thì cũng có rất nhiều anh em đang hỏi về chiếc Huawei M5 Lite, một sản phẩm cũng mới ra mắt gần đây thôi. Hôm nay thì mình sẽ chỉ ra những cái điểm đáng mua cũng như là những cái yếu điểm của chiếc máy này để cho một năm mới giải trí nó trọn vẹn nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với những điểm đáng mua đi. Điểm đáng mua thứ nhất đó chính là về thiết kế của chiếc máy này. Chiếc máy tính bảng này thì có thiết kế ở phần mặt lưng thì được làm hoàn toàn bằng kim loại, nên cho chúng ta những cái cảm giác cầm nắm này rồi sờ vào cực kỳ là mát lạnh, thích như là sờ vào mấy cái cục đá mà xe xe lạnh vậy đó. Rồi, và Huawei thì cũng đã khá chăm chỉ nghiên cứu và thiết kế một cái mặt lưng nó khá đơn giản nhưng mà cũng đủ tinh tế. Khi mà chỉ đọc ở giữa là một cái logo của Huawei nè, phía góc sẽ có một cái camera và một số thông tin khác. Cộng thêm đó là về phần màu sắc của máy là một màu bạc, thì một màu khá là trung tính nên càng khiến cho máy của chúng ta nó tối giản hơn, và mình thích cái thiết kế này. Huawei M5 Lite là một thiết bị dành cho giải trí cao cấp và làm việc chuyên nghiệp, nên màn hình của máy thì cũng có kích thước khá là lớn, lên đến 10.1 inch, gần tương đương như là một chiếc laptop cỡ nhỏ vậy. Cho nên là có rất nhiều thông tin sẽ được hiển thị để mà chúng ta sử dụng một cách dễ dàng trên cái màn hình này. Màn hình này thì sử dụng một tấm nền đó chính là IPS với độ phân giải là Full HD, vừa mang màu sắc chân thật vừa có độ sắc nét cao, nên chắc chắn sẽ tái hiện lại những cái thước phim này, những đồ họa, rồi khi mà chơi game thì sẽ rất là đẹp và chất lượng. Khi mà mình cầm chiếc máy này chơi game và làm việc lâu thì mình cũng không cảm thấy bị mỏi mắt, nhờ vào các thiết lập như là chế độ làm dịu mắt này, và chúng ta có thể tùy chỉnh màu sắc của chiếc máy này theo ý thích. Qua những cái thời gian mà trải nghiệm thì mình thấy rất là đã. Mình đã có những cái công việc thiên về design, thiên về thiết kế, thì cái màn hình này đáp ứng cực kỳ là tốt, bởi vì màn hình lớn này khiến cho mình có thể dễ dàng thao tác những cái tác vụ nho nhỏ ở trong Lightroom hay là Photoshop. Và mình cũng đã có thể quan sát được cái độ nét của ảnh rất là tiện, giải trí cũng rất là tuyệt. Khi mà xem phim, chơi game, màn hình bự thì bao giờ cũng sướng hơn rồi. To lúc nào làm sướng hơn. Rồi, và trong thời gian gần đây thì người dùng đã khá quan tâm nhiều đến những thứ mà những cái công nghệ mà các hãng trang bị vào những chiếc máy của mình. Và chắc chắn chiếc Huawei M5 Lite đây sẽ không làm các bạn thất vọng. Bởi vì điều đầu tiên thì phải nhắc tới đó chính là Android. Vì sao cái sự kiện Mỹ-Trung vừa qua thì đã có rất nhiều người quan tâm về vấn đề này, thì mình xin khẳng định luôn, các bạn cứ yên tâm đi, chiếc Huawei M5 Lite của chúng ta vẫn chạy Android phà phà đây, và thậm chí nó rất là mượt luôn. Tiếp theo đó chính là máy sẽ có trang bị cho chúng ta một cái cảm biến vân tay một chạm khá là xinh, được đặt ở phần mặt trước. Cảm biến này thì có độ phản hồi rất là nhanh và nhạy, mình chỉ cần chạm nhẹ là có thể mở khóa rồi. Hoặc là nếu mà không thích thì chúng ta vẫn còn có thể nhận diện khuôn mặt. Và như mình đã có đề cập thì chiếc máy tính bảng này phục vụ rất tốt cho nhu cầu giải trí, nên Huawei cũng không hề nhẹ tay khi mà trang bị cho chiếc máy này tới 4 loa ngoài mà được tinh chỉnh bởi Armand Cardon, cho âm thanh mạnh mẽ, sống động, chuyên nghiệp. Mình sẽ cho các bạn nghe thử để tự mình trải nghiệm về cái độ chất của nó nha. Ngoài ra mà một điểm nữa mình khá là thích ở chiếc máy tính bảng này đó chính là việc chúng ta có thể lắp SIM vào và sử dụng bình thường như một chiếc điện thoại nè, vẫn có thể bắt sóng được 4G luôn, thuận tiện cho việc mang ra ngoài sử dụng mà không những nơi mà không có wifi. Và yếu tố cuối cùng mà khiến mình có thể xuống tiền và mình múc luôn em này, đó chính là vì cái thời lượng pin khá là trâu của nó. Một viên pin khá là trâu bò tới 7500mAh và có kèm sạc nhanh 18W. Về cái thời gian sử dụng thì mình hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng từ 2 cho đến 3 ngày với nhu cầu làm việc bình thường, giải trí cũng bình thường thôi. Và sạc nhanh đi kèm thì cũng rất là hữu ích khi chúng ta có thể sạc đầy viên pin 7500mAh này trong một thời gian rất là ngắn.
cái gì thì cũng phải có điểm yếu của nó, con người thì cũng không trọn vẹn mà. Nên những nhược điểm của chiếc Huawei M5 Lite này á, đầu tiên sẽ là phần thiết kế luôn. Máy sẽ có một kích thước khá là lớn, được làm từ kim loại này, nên trọng lượng của máy thì chắc chắn cũng sẽ rất là nặng, 475g, cũng đâu đó gần bằng nửa ký rồi mà. Và chắc chắn là chúng ta không thể nào mà sử dụng bằng một tay được, nên phải cầm bằng hai tay rồi. Khi mà cầm lâu thì chắc chắn sẽ mỏi tay, và kiểu như các bạn mà đang nằm và cầm máy mà để xem phim á, mà lỡ tay mà có trượt thì nói chung là sung này đón sung ở trên bàn thờ luôn rồi. Rồi, và tiếp theo đó chính là về vấn đề viền màn hình. Đương nhiên là khi xem một cái màn hình nào đó thì mình sẽ để ý kỹ nhất, đó chính là về cái phần viền. Phần viền càng mỏng càng sexy thì sẽ càng thích, nhưng mà máy thì vẫn chưa đạt đến độ mỏng của nó. Nếu như mà các bạn khó tánh thì sẽ hơi khó chịu với lại cái viền màn hình của chiếc máy này. Tiếp theo đó chính là camera, thì chỉ dừng lại ở độ phân giải 8 MP ở cả trước và sau. Ảnh chụp cho ra thì cũng không có quá nhiều điều để hy vọng. Camera trước thì cũng không quá xuất sắc lắm, nhưng mà cũng có thể cho chúng ta những cuộc video call chất lượng. Suy cho cùng ra thì cũng đâu ai cầm máy tính bảng lên để mà chụp hình đâu. Vừa nặng nè, rồi vừa to nè, chưa kể là vừa rút ra một cái bị nhảy là xong luôn. Và cuối cùng, mình sẽ không chọn chiếc máy tính bảng này nếu như mình là người thường xuyên chơi game, vì hiệu năng của nó thì cũng khá là yếu, chỉ sử dụng con chip đó chính là Kirin 659, một con chip phải nói là từ thời Napoleon để lại cho các con cháu trưng bày rồi. Nhưng mà nói vậy thôi chứ con chip này cũng không đến mức đó. Mình đã có thể thực hiện những cái tác vụ hoàn toàn là mượt mà và trơn tru. Đối với lại những tác vụ bình thường, máy vẫn xử lý nhanh gọn, chỉ là không thích hợp để chơi những tựa game nặng như là PUBG Mobile thôi. Với thiết lập đồ họa cao thì máy sẽ có thể không gánh nổi. Máy được trang bị 4GB cũng sẽ giúp đa nhiệm của mình rất là tốt. Và 64GB bộ nhớ trong thì không phải lăn tăn về dung lượng lưu trữ rồi. Ok, và tổng kết lại thì những điểm đáng ăn tiền trên chiếc máy này đó chính là thiết kế đẹp nè, màn hình sắc nét, loa ngoài to rõ và cũng khá là hay, pin thì cực kỳ là trâu bò rồi. Và với những điểm mạnh trên thì máy phục vụ rất tốt cho những việc về giải trí. Tuy nhiên thì những yếu điểm của chiếc máy này đó chính là chiếc máy của chúng ta hơi nặng nè, viền của máy thì cũng hơi dày, camera thì chỉ ở mức độ tạm ổn thôi, và cái cấu hình của máy thì nó cũng hơi yếu một xíu nữa. Ok, và ở trên là bài đánh giá của mình về chiếc Huawei M5 Lite, những điểm đáng mua cũng như là những điểm còn hạn chế của chiếc máy này. Các bạn có bất cứ ý kiến gì về chiếc máy tính bảng này thì nhớ để lên mình một chút bên dưới nha. Link sản phẩm thì mình cũng đã để ngay phía bên dưới luôn rồi. Nếu mà bạn nào có quan tâm thì nhớ nhấn vào xem nha. Rồi, mình là Tứ Hậu, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Thế Giọng nha. Bye.